Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua đến từ thương hiệu của XJS Presto RX350. Vâng, như các bác thấy thì chiếc xe được trang bị Mayer bạc đạn cối nổ và càng carbon các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe XJS Presto RX350. Xe có tông màu chủ đạo là tông màu vàng, điểm nhấn là những vết đường chỉ sơn màu đen và rất là hài hòa. Em sẽ lướt qua tổng thể lớp sơn của xe. Trên khung xe có một vết xước như này, không đáng kể, một vết thôi. Cọc yên nguyên zin của XDF. Yên hiệu của Brovo. Đây cũng là một mẫu xe đua tầm giá rất tốt tại GM với bộ cấu hình là Sura, phủ đề Sura các bác nhé, bộ phanh 3 mảnh của Shimano Sura và bộ tay lắc được nâng cấp lên là Tiagra. Thì em sẽ quay trên, em sẽ đi cho bác xem Mayer Novatec bạc đạn cối nổ của xe. Đấy, các bác thể nghe đấy, đây là bạc đạn cối nổ. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sura. Càng carbon. Phốt của XDS. Nguyên zin theo xe. Phía bên trên đây xe được sử dụng bộ tay lắc của Shimano Tiagra. Chín tầng. Và 2 tầng bên đĩa cho xe 18 tốc độ thay đổi các bác nhé. Phanh 3 mảnh của Shimano Sura. Mayer trước của Novatec. Càng carbon. Có thể thấy những đường vân carbon vân rắn này. Càng nguyên zin của XDS. Nguyên bản theo xe các bác nhé. Thông số lốp là 700 × 23C. Đây là mẫu lốp thông thường của dòng xe đua. Bên trên đây thì có một tem. Máy ở trước của Novatec các bác nhé. Hơi bạc đạn. Giờ sẽ đo chiều cao không đứng. Vâng, khung đứng của xe cao là 51 các bác nhé. 50. Và ngang cũng là 51. Vâng. Phù các bác từ 1m63 đến trên 1m7 như vừa chiếc xe này. Em sẽ đi vào chuyển động. 9 tầng lip. Củ đề của Shimano Sura. Lên lip.
xuống đi. Vâng, chuyển động rất tốt. Tiến tay phải em là đùi đĩa hai tầng của Shimano Soda, gạt đĩa của Soda luôn. Lên. Vâng, may ơi bạc đạn cuối nổ. Vâng, và chiếc xe XDS của Resto RX350 đang có giá cực tốt, lại gửi em mức giá là 8,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tới mình nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn đăng ký và theo dõi vào những chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại ở em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.